hôm nay chỉ còn cho mọi người là 80k này. 80k? 80k mọi người ơi. Nhà to quá hả? Ròn cho nhỏ đấy mọi người ạ. 80k mọi người. Nhanh tay đặt hàng. Mày vô. Thôi gà lá chanh. Khui à. Đức anh chim. Từ mọi người đã Đức anh chim đã nha. Đã mua đã ghim đâu, ông đã dư rồi điêu. Chưa ghim mà đã kêu con ăn thì đã mua rồi. Hôm nay hộp 250g cho mọi người là 80k nha mọi người ơi. Đã mua rồi, chị Giang. Ghim đó, chưa ghim mà. Mọi người đợi em ghim lên rồi hả, mua mà. Vậy là mọi người, giá nó đang là 88k đấy mọi người. Đã mua 10 bình. Ai mua 88k cũng được ạ. 88k à? 88k à? Bao nhiêu? Có sao cái này có giỏ hàng rồi nè. Tại Việt Nam mới có giỏ hàng chứ. Về Việt Nam mới có giỏ hàng các bạn. Đây là... Ok. Châu Phi không có giỏ hàng. Đây nè, đây nè. Ok, lên rồi đấy mọi người. Mọi người đang thấy giá bao nhiêu ạ? 80k. 80k. 80k mọi người ơi, ăn luôn trời gọi là 80k nha. Khô gà là chanh. Khi mà mọi người mua khô gà 500g ấy, giá 218k, nay chỉ còn là 145k thôi mọi người ạ. 145k cho bịch 500g cho mọi người. 500g là bịch to như này mọi người. Đây, có cái hộp nhỏ nữa. Hộp bằng nhựa ấy, là tầm 250g. Tính ra là hôm nay nếu mà mua 500g sẽ lời hơn ấy mọi người là 100 bao nhiêu nhỉ? Hả? 145, là tính ra là có 75.000... 72.500. Đúng okay. Rồi mọi người ơi, 72.500 cho 250g thì tính ra mọi người mua cái size 80k chốt luôn ạ. 500 này sẽ hồi hơn. 64k thì chốt nhanh luôn mọi người. Cảm ơn chị Trang Quỳnh nhá. Em cảm ơn. Đây chị ơi. Nguyễn Phương Nghi thì 64k thì mua nhanh chưa? Ăn ngon lắm, ăn ớt cũng ngon nữa. 64k thì mọi người mua liền 2 hộp luôn. Trời ơi, ăn mùa hè nóng nóng rồi, lối về làm cốc... À, mình ăn xong mình nói rồi đó, mình cứ tự ăn rồi nói. Ngon không ngừng được. Ngon quá mọi người ạ, ngon không ngừng được. Nè, trời ơi, mình nhìn mình khúc gà này. Mọi người về. Hello. Mọi người về, mọi người vắt thêm chanh vào cho em nha. Cái này vắt thêm chanh là rất là ngon á. Tắc được chưa? Lâu mình thích bút bắt tắc được. Được, tắc là quất đó. Quất cũng được nha mọi người ơi. Giá để siêu hợp với luôn. Cảm ơn bạn 26 gì nhá. Mình là tướng rồi. Có 80 suất ạ. Mình là tướng. Từ nãy giờ mình được 20 suất rồi đấy. Mới 20 suất à? Mọi người nhanh tay mua đi mọi người. 250g 80k, còn 500g giờ chỉ còn 145k. Mọi người mà ai mà đông người, nhiều người nhà nhiều người ấy, mua bịch 500g đây rồi. Mua bịch này 145k rẻ hơn, lời hơn. Bình thường 250g là 80k đúng không? Mọi người mua bịch này có 145k tính ra là có 72.500 thôi. 72.500. Lời là được. Vậy là lời được bao nhiêu? Khoảng 10.000, hơn 10.000. 15.000. Đúng rồi, hai hộp kia thì hết là 160.000. Khô bò. Còn mua một bình này thì chỉ mọi cần chờ một xíu nha, xíu nữa vậy. 145k thôi. Em vừa ăn hết khô gà ngon lắm à, em ăn hết em lại mua tiếp. Hết lại mua tiếp chị Thảo ơi. Có nghe khô gì cũng bán ạ. À. Không người, anh nhớ. Mình chủ yếu đi ăn là chính chứ, buôn bán gì. Nên mình thuê Nam mà trời. Đối tác làm ăn thôi mọi người ạ. Đối tác, hợp tác cùng hôm nay có nước giặt không? Có ạ, chị Lan ạ. Hôm nay có chị ạ. Ngồi lát rửa sẽ lên nước giặt. Có 40 suất hả chị ơi? 40 suất cuối cùng mọi người ơi. Chốt đơn, chốt đơn. Bạn có muốn chơi kèo gì không? Kèo gì? Ví dụ bây giờ ai bán nhanh hơn chẳng hạn. Bấm như là sao? Ví dụ mình sẽ đặt 5 phút, 10 phút hoặc bao nhiêu phút đấy cho bao nhiêu cái khô gà này bạn bán trong vòng mấy phút. Xong ví dụ bây giờ mình bán khô, xong mình chuyển sang khô bò. Xong mình bán bao nhiêu suất khô bò đấy. Ví dụ nhưng mà ai nhanh hơn, tính thời gian ai nhanh hơn, Đức Anh là người xét. Nhưng mà lỡ người ta thích ăn khô bò hơn khô gà gì không? Thì đấy là do mọi người yêu quý ai hơn thôi. Có người thích ăn khô gà hơn. Thì nếu mà ai thua, ai bán thua thì người đấy phải chịu hình phạt từ người bán. Ok không? Ok không? Ok.
biết kiểu gì mình mua đúng không? Là phải làm chai 12 bít nước biết sao mà. Mình là tướng mà thấy gì vậy? Mình là tướng mà thấy không? 3-4 ngày. Giá này siêu hời đấy mọi người, còn có 40 suất nữa rồi, 40 suất cuối cùng. Thôi. Đấy, thấy gì chưa? Anh em ủng hộ tướng kia kìa. Nên của anh giờ chỉ còn là cái tên thôi. Thôi được rồi đấy. Còn bao nhiêu lần nữa anh? 10 suất cuối cùng cho anh anh ta ạ. 80k là hộp 250g, 145k cho bịch 500g nha mọi người. Mọi người mua bịch 500g này sẽ hời hơn được 15k. Nhà nào đông người ăn không hết, cái này là túi zip này. Đấy. Có thể mở ra rồi, đổ ra để ăn không hết, đóng zip lại, bỏ tủ lạnh ăn tiếp. Quá là ok luôn. Mùa Euro nữa mọi người ạ, mùa Euro rất đúng rồi. Mình sắp mua được ô tô rồi. Bé rồi. Đây nhẹ nhàng hơn. Gào ơi. Sắp đến mùa Euro rồi nữa mọi người, nên là mình nghĩ là mỗi người nên mua khoảng 2-3 bịch về. Giá đang hời hời, mua 2-3 bịch về. Xong ăn. Hết rồi. Hết rồi. Không, không hết. Tư vấn tạm. Ừ. Bò tư vấn tạm nha mọi người ơi. Không có mẫu ở đây nhưng mà mọi người tư vấn tạm một xíu thôi. Hầu như là nhà mình ai cũng biết đến khô bò của Quang Linh Food rồi. Nên là thôi hôm nay lên khô bò nha mọi người ơi. Ai mua thì mọi người mua giúp em nha. Bởi vì là hôm nay không có mẫu ở đây đâu. Thôi nói đi. Để mà mình nói. Đây các bạn mua nhá. Các bạn mua giùm mình nhá. Mua khô bò. À, 100 suất nha. 100 suất nha. Lên 100 suất khô bò nha. Ê nói cái âm lượng của nó phải vừa đủ để cho mọi người nghe được. 100 suất khô bò nha các bạn nhá. Mọi người ơi, lên cho mọi người 100 suất khô bò nha. Khô bò miếng. Khô bò miếng uống được anh. Ừ. 100 suất khô bò miếng thôi nha. Bye bye. Giá hôm nay chỉ có 165k thôi mọi người, 165k cho hộp 250g và 310k cho hộp. À cho túi zip 500g, túi zip 500g thì vẫn như thế này. Cái này lấy 50 suất. 50 suất rồi hả? Lấy 50 suất. Không có mẫu linh nhanh 50 suất. Nhưng mà mọi người cứ xem tạm đi nha mọi người. Mọi người xem tạm vậy bởi vì là cái khô bò này thì ai cũng biết là nó như thế nào rồi đây. Trái hàng nhanh quá mọi người. Đó. Nên giá hôm nay cũng rất là hời rồi, có 165k thôi. Để mình đâu không Minh à? 165k thôi mọi người. Mua đi. Ơi đồ. Để ý tí. Đây là khô bò miếng nha mọi người ơi. Khô bò miếng này về mọi người có thể vắt chanh vào, vắt quất vào, xong rồi xé ra, xé sợi ra ấy. Để ăn nha. Đây. Giá hôm nay chỉ là 165k. 165k thôi mọi người ơi. Bán đi. Ok mọi người nhá. Hôm nay mình lên khô bò nhá. 165k cho bịch mới 500g à? 250g. 250g là 165k nhá. Còn 500g. 500g là 310. 500g là 310k nhá mọi người nhá. Giá niêm yết là 2. Có 100 suất thôi nhá. Mọi người 50 suất thôi. À 50 suất thôi à? Ở 50 suất thôi. Vậy là lượng mọi người không mua được rồi ý. Mọi người cố gắng ấy, mua khô bò, khô gà, khô lợn gì về ăn cái gì? Euro ấy. Mình sắp mua được ô tô rồi, còn mười mấy ngày nữa là mình mua được ô tô rồi. Mình tranh thủ bán hàng để kiếm tiền đến Euro ấy. Ở đây không có mẫu mọi người ạ, nên là thôi nếu mà ai muốn thử thì ai muốn mua thử thì mọi người cứ mua cái hộp 250g. Còn ai mà đã mua rồi mà hôm nay muốn săn thì mọi người mua luôn gói 500g nha.